Xin chào tất cả các bạn đã tới với kênh của Thuần Kia Bình Triều. Thì hôm nay em sẽ làm video giới thiệu chiếc xe Sorento máy xăng full option 7 chỗ nhé các bạn á. Giá hiện tại của nó là 1.279 tỷ. Đó, chúng ta sẽ được tặng bảo hiểm và cho thân xe quy đổi 17 triệu ha. Chiếc Sorento 2.2 Signature 7 chỗ, 2.5 Signature 7 chỗ máy xăng. Đó, dòng xe máy xăng Sorento bản cao cấp nhất màu đỏ. Thì bên em thì đang có đầy đủ các màu xe của dòng xe Sorento. Thì các bạn cứ liên hệ em thì bên em sẽ có giá tốt cho các bạn ha. Thì đối với chiếc Sorento 2.2 Signature 7 chỗ thì hệ thống đèn của nó như chúng ta biết thì nó là hệ thống đèn projector dạng LED cho các bạn ha. Nó sẽ có 3 bóng bi để chúng ta kết nối được, là để chúng ta ánh sáng nó xa hơn. Ở dưới này sẽ là giải bản LED ban ngày. Ở dưới này nó sẽ có những cái khe hút gió tăng khí độc hợp cho chiếc xe hơn. Phía trước chúng ta vẫn là 4 cảm biến trước, camera 360. Động cơ chiếc xe này là động cơ Smart Trim 2.5 và hộp số là 6 cấp nha các bạn ha. Thì động cơ thì mới của tập đoàn Kia và Hyundai luôn. Đó là đối với dòng Sorento. Thì đối với chiếc Sorento bản xăng thì chúng ta vẫn được trang bị là lốp Michelin Primacy 4 19 inch nha các bạn ha. Mâm hợp kim nhôm đa chấu. Tay nắm gương chiếu hậu cũng được tích hợp gương bảo rẽ, rồi chứng điện gập điện, rồi là có hệ thống cam 360 ở dưới này. Ở đây nó sẽ có anten có mang cả ở đây. Thì tay nắm cửa chúng ta cũng được trang bị dạng nút bấm. Khi mà chúng ta rời khỏi xe thì chúng ta mang chìa khóa theo người, thì chúng ta chỉ cần ở nút bấm ở đây thôi là tự động mở cửa và khóa cửa luôn. Đối với chiếc Sorento 2.2 Signature thì là phiên bản mới xăng này chúng ta vẫn được chấn động hai cầu toàn thời gian nha. Đó, và chúng ta cũng có 4 cảm biến sau. Rồi hệ thống gạt nước thì là xe dấu ở trong này. Đó, thì một dòng thiết kế mới của dòng xe Kia và Hyundai, của dòng SUV thì mới, thì hầu như cật gạt mưa sẽ được dấu phía trong này. Logo Kia trung tâm, hệ thống đèn này thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều. Màu đỏ rất là đẹp nha các bạn ha. Rồi chúng ta khám phá phần nội thất ha. Nội thất của chiếc xe Sorento 2.5 Signature 7 chỗ. Rồi chúng ta vào phần nội thất của chiếc xe Sorento 2.5 Signature 7S ha. Thì về cơ bản thì nó cũng giống như các dòng xe Sorento máy dầu bản full option. Thì ở tay nắm cửa này chúng ta cũng có 4 cửa đều lên xuống là tự động hết luôn. Chúng ta sẽ có khóa cửa tem bằng điện tử. Còn nhớ ghế 2 vị trí, ghế chính điện là 14 hướng. Rồi có khóa cửa mở cửa trung tâm ha. Rồi ở cái nút này là chúng ta qua trái, qua phải là để chúng ta điều khiển gear chứng điện. Để khi mà chúng ta đến nước dưới này thì là nó sẽ không về lùi, chúng ta sẽ không tự gập ha. Chúng ta phải để một bên này, khi chúng ta về lùi tự động nó sẽ gập. Còn là nút này là chúng ta ấn nút để gập gương. Vấn đề về hệ thống điều hòa thì chúng ta vẫn có là hệ thống điều hòa 2 tầng. Rồi nó sẽ có chính... Thì đó các bạn ha. Thì nó sẽ vẫn có các tính năng như mở cửa, các camera trung tâm. Rồi chúng ta sẽ có hệ thống đèn tự động này, rồi gạt mưa tự động. Rồi là sẽ có các tính năng như chống va chạm phía trước, rồi lệch làn đường, Adaptive Cruise Control đều có đầy đủ hết nhé các bạn ha. Trên chiếc xe này đều có là âm thanh 12 loa Bose. Đó, đối với nó khác so với chiếc xe máy dầu là chúng ta vẫn là xài bằng control ha, chưa có bằng control núm xoay dạng điện tử. Và nó sẽ không có 3 chế độ kiểm soát lực kéo là đường bùn, đường cát và đường tuyết ha. Nó vẫn có là 4 chế độ vận hành là Comfort, Eco, Sport và Smart. Thì cái màn hình hiển thị đây thì là sẽ không có
chúng ta sẽ nó có các mục như là đây, đây nó hiển thị như các bạn ha. Đây thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mà thông số như là moment bộ bánh xe đối với dòng xe hai cầu mới có, à dòng xe một cầu thì chúng ta sẽ có cái thông tin hiển thị này đó. Thì màn hình giải trí thì chúng ta vẫn có là màn hình giải trí 10.25 inch, có phần mềm Vietmap cập nhật cho chúng ta vĩnh viễn luôn. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, sạc không dây, làm mát ghế, sấy ghế, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cửa sạc trời panorama đầy đủ hết nha các bạn. Nó chỉ khác so với bản máy dầu là nó sẽ không có cần số núm xoay bằng điện tử, động cơ yếu hơn và không có hồi số 8 cấp liệu kép ướt và không có ba chế độ kiểm soát lực kéo. Đây nó sẽ có các chế độ như sấy vô lăng, auto hold, rồi hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, cam 360 vẫn là rất là nét nha các bạn ha. Đó. Cam 360 vẫn rất là nét. Rồi chìa khóa thì chúng ta vẫn chìa khóa như vậy các bạn ha, thì là vẫn có là để nổ từ xa, mở cốp, khóa cửa, đóng cửa và khóa cửa. Rồi chúng ta qua hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta vẫn có rèm che cửa cho hàng ghế thứ hai đầy đủ nha các bạn ha. Rèm che cửa cho hàng ghế thứ hai, rồi là chỗ chúng ta để ly, rồi để các vật dụng bình thường rất là nhiều. Phía sau này chúng ta sẽ có các túi để chúng ta để đồ. Hệ thống điều hòa phía sau, chúng ta các hàng ghế phía sau sẽ có các cổng sạc đầy đủ hết nhé các bạn. Đây là không gian phía đằng trước của chiếc xe Sorento này nhé các bạn. Rồi hàng ghế hai thì chúng ta ngồi khá là thoải mái. Ở ghế hai thì chúng ta sẽ có các nút điều chỉnh điều hòa này. Rồi do không gian nó khá là chật nên là em chỉ quay sơ qua thôi. Rồi. Hiện tại chiếc xe Sorento máy xăng 7 chỗ khuyến mãi khá là hot, thì các bạn cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818, thì em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn ha. Điều hòa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.